Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước khi đọc báo thì chúng tôi muốn chia sẻ một chút xíu về vấn đề thiên tai. Thì quý vị biết là ở Việt Nam mình, miền Bắc bị rất là nặng. Và thiên tai thì chỗ nào cũng có, ở bên Mỹ thì bên Florida. Và tới ngày hôm nay thì số người mất cũng khoảng 200 người và thiệt hại rất nhiều. Thiên tai thì không ai có thể tránh được. Cho nên đối với chúng tôi ở cái vùng Bắc Cali, vùng San Jose thì tự dưng cái tuần cuối của cái tuần đầu của mùa thu đó, thời tiết rất là nóng, những ngày qua là nóng lên tới cả 100 độ F. Thì thưa quý vị, bà con cũng than thở, nhưng mà chúng tôi thấy có một số người bạn họ nói cũng có lý có tình, là mình nóng chút xíu mình than như vậy, nhưng mà nếu mà so với những người ở bên Việt Nam, vùng lũ lụt miền Bắc và gần đây nhất là bên Florida thì nơi chúng ta sống vẫn còn may mắn hơn nhiều. Thưa quý vị, ở đời người ta nói có nhiều người học hành bằng cấp, bằng đủ thứ bằng hết, nhưng mà có cái bằng lòng đó, mà có ai tốt nghiệp được để có được cái bằng lòng hết. Dạ, đó là câu nói rất là hay. Ngay cả ông trời cũng chiều hết mọi người được, phải không? Nên là bằng gì cũng có, tiến sĩ, thạc sĩ cũng có, mà cái bằng lòng lại ít có người tốt nghiệp để lấy được cái bằng lòng. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã gửi bài vở cho chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một cái tin tôi là vừa buồn mà vừa phẫn uất, là cái chuyện nó lặp đi lặp lại bao nhiêu năm là Trung Cộng ăn hiếp ngư dân của mình. Thưa quý vị, cái điều này thì chúng tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Báo chí Việt Nam đăng như thế này, thì phép Nguyễn Khôi tôi mở đầu: quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì ngày như khi mà lên tiếng thì chỉ có bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Thưa quý vị, đây chỉ là một cái bài mà nó lặp đi lặp lại. Chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi nói là như ngày xưa mình học hồi nhỏ đi học mà bò là động vật nhai lại đó, nó y như vậy, nó không có cái gì mới mẻ cả. Và người phát ngôn cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Quý vị có tin là cái chuyện này nó xảy ra không? Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà tất cả những người dân trong nước cũng như chúng tôi, những người sống hải ngoại, xem thử cái hành động, cái phản ứng của Trung Cộng nó như thế nào. Còn mình nói là mình nói. Và thưa với anh là trước cái bài báo này đó, thì có bài báo trước nữa là tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề trên biển thì bị tàu nước ngoài tấn công, khiến 10 ngư dân bị thương. Thưa quý vị, bây giờ người ta vẫn dùng cái hồi trước là tàu lạ anh hả? Yeah. Bây giờ là tàu nước ngoài, không dám nêu tên của cái thằng đàn anh mà khốn nạn mà nó lúc nào cũng hợp tác toàn diện với mình cả. Chúng tôi và anh Khôi có thêm chi tiết là cái những người ngư dân bị kỳ này rất là nặng anh hả? Dạ vâng. Báo Người Lao Động thì đã báo Vietnamnet, ngư dân Quảng Ngãi kể lại giây phút bị tàu nước ngoài tấn công. 4 ngư dân Quảng Ngãi bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Nhiều thiết bị ngư cụ và khoảng 4 tấn hải sản trên tàu đã không còn. Đến trưa 1 tháng 10, sức khỏe của các ngư dân Quảng Ngãi bị thương trong vụ tàu cá QNG 95739 TS bị tàu nước ngoài tấn công tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, các nạn nhân vẫn ám ảnh giây phút kinh hoàng khi bị đánh đập dã man. Khoảng 21 giờ 20 phút tối qua, ngày 30 tháng 9, tàu cá này cùng với 10 ngư dân đã về đến cảng Sa Kỳ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngay khi tàu cập bến, lực lượng chức năng đã đưa 13 thuyền viên bị thương để cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, một ngư dân bị thương nặng phải chuyển ngoại tỉnh. Và các ngư dân kể lại, nằm trên xe cứu thương, ông Công sợ hãi nhớ lại giây phút kinh hoàng. Nhóm người trên tàu nước ngoài tiếp cận từ phía sau
rồi lao ra đánh xối xả vào tay chân tôi bằng gậy kim loại dài khoảng 1 mét. Tôi chỉ biết chịu trận không dám kháng cự. Đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi vẫn chưa hết hoảng sợ, ông Nguyễn Thanh Biên, sinh năm 1984, trú xã Bình Châu, thuyền trưởng tàu cá, cho biết chuyến đi biển Hải Hùng đã lỗ vốn, thiệt hại nặng là khiến nhiều anh em bị thương tích. Chúng tôi không biết là rồi đối với các thuyền viên thì nhà cầm quyền, chính quyền sẽ đối xử với họ như thế nào mà các việc mà cứu chữa cho họ, thì khi về có không biết là có không phải là bồi thường nhưng mà có đền bù cái thiệt hại mà họ đã bị, khi mà họ nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước là đánh cá làm việc tại những cái khu vực vùng biển của Việt Nam mà nhà nước để mà làm cái cột sống, cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, Việt Nam đó. Không biết là khi mà những cái tàu ra có treo cờ hay không chúng tôi không biết, nhưng mà khi mà họ bị đánh, họ nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, họ làm việc tại đó, họ bị đánh như vậy thì nhà nước sẽ xử với họ như thế nào, sẽ đối xử với họ làm sao, thì cái đó mình chưa biết, mình chờ coi. Không biết là nhà nước có làm gì không, tôi chưa biết, thì tôi chưa nói phải chờ, không phải chờ bao nhiêu năm rồi bao nhiêu năm rồi nó cũng vẫn vậy thôi, từ ngày đời ta có Đảng giờ vẫn vậy, từ kể từ khi đời ta có Đảng bây giờ nó là như vậy thôi. Anh trong thời gian tới sẽ thấy người ta lại tiếp tục tặng cờ cho ngư dân, nó chỉ vậy thôi. Gần tới 10 giờ khoảng 40 người nước ngoài cầm theo tuyếp sắt bao tông leo lên tàu cá. Lúc này tôi cố gắng chạy về phía trước mũi tàu nhưng có hai người kẹp tôi lại, dùng gậy sắt đánh tới tấp vào người khiến tôi bất tỉnh. Không có một cái gì, một cái thứ vũ khí dù nặng, dù nhẹ, dù thô sơ hay là cao cấp hay là gì để tự bảo vệ mình. Những người, đúng là những người dân đi đánh cá, ngư dân mà. Vâng, họ làm cái công việc theo lời kêu gọi của Đảng đấy nhá, được ca tụng họ. Rồi gọi họ là những cái cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền đất nước. Đến bây giờ họ bị như vậy thì nhà nước như thế nào? Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng tôi thấy, tại vì chúng tôi ở Mỹ thì chúng tôi cứ so sánh bên Việt Nam, bên Mỹ. Thí dụ như cái chuyện này mà nó xảy ra ở Mỹ đó, cái người lên tiếng đầu tiên mà mọi người dân Mỹ này họ chờ đợi là phải lên tiếng đó, là ông Tổng thống bây giờ đâu, nhiều đó ông Biden phải lên tiếng đầu tiên. Vì một lý do nào đó mà ông chưa kịp lên tiếng đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao, tuy nhiên là sau tổng thống đến phó tổng thống, nhưng mà cái công việc nó cũng việc của Bộ Ngoại giao lên tiếng, có trách nhiệm. Còn đây chúng tôi có cảm tưởng là mấy cái ông chủ tịch, tổng bí thư ấy, đi sang Trung Quốc trước đây năm ngoái thì là ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ mới đây là ông Tô Lâm, sang đây thì chỉ để làm gì, chỉ để chụp hình, chỉ để bắt tay, chỉ để nịnh bợ tân bốc và rồi hứa hẹn những cái lời hứa trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc thế thôi. Nhưng đó là hứa hẹn trung thành đấy. Em sẽ trung thành với anh, em sẽ một lòng với anh. Nhưng còn chắc chắn là họ không nói gì tới cái tình trạng, cái số phận của người dân. Ông Tô Lâm, ông khi này ông đi kêu là đi du lịch hơi nhiều, xuất ngoại hơi nhiều, chuyến hết chẳng nước này sang nước kia. Thì cái chuyện mà ông đi thì cái chuyện ông chủ tịch nước ông đi thì cái quyền của ông, nhưng mà những cái chuyện như thế này, ngay cả khi mà ông ấy đang ở bên nước Scotland chẳng hạn như vậy. Thì như là cái thời gian đó, nó cái ngày, những ngày đầu cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đó, là ông đang ở bên Scotland, như Ireland chứ, Ireland, như là dạ vâng. Thì lúc mà ông ở bên đó, ông mới có thể lên tiếng được. Và chắc chắn là báo chí họ sẽ hỏi ông. Tại vì bây giờ cái tranh chấp Biển Đông nó trở thành một cái điểm nóng, ngoài vấn đề Trung Đông và Ukraine ra, cái điểm nóng thứ ba bây giờ mà có thể đưa đến chiến tranh là cái vụ mà tranh chấp ở chủ quyền cái khu vực ở Biển Đông. Và cả thế giới người ta nhìn vào đó, người ta muốn biết chứ, dân ông bị đánh như vậy, nhục nhã vậy, rất là nhục nhã, báo chí đăng như vậy mà không thấy ông lên tiếng gì cả, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Chưa bao giờ, thưa với anh, là bao nhiêu năm ngư dân mình ra biển bị thằng Trung Cộng nó hại hiếp, chưa bao giờ. Anh chỉ thấy chỉ có cái phát ngôn viên Bộ Ngoại giao rồi là hội nghề cá lên tiếng, còn như chưa bao giờ thấy chủ tịch, bí thư, tổng là bộ trưởng Bộ Ngoại giao nó như ngậm thóc, không bao giờ mở miệng ra một. Tại sao họ không biết nói à? Chứ quý vị, nó khốn nạn là chỗ đó. Và thưa quý vị, cái bài báo mà nó là tàu nước ngoài tấn công á, nó còn chụp một tấm hình, nó còn để chứ tàu cá Quảng Ngãi vươn khơi bám biển. Quý vị, chúng tôi không biết tại sao khi một cái bài báo nói về ngư dân của mình bị đánh đập, bị như thế, mà cũng chụp tấm hình là tàu cá Quảng Ngãi vươn khơi bám biển rồi để được cái gì? Và thưa quý vị, người ta vẫn tiếp tục tặng những lá cờ cho ngư dân. Và qua những sự việc này thì chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng cái vấn đề chính kiến ở xứ Mỹ này nó là tự do. Mỗi người ủng hộ đảng này, người ủng hộ đảng kia, cũng có những người binh vực cho Cộng sản Việt Nam.
thì xin quý vị cho chúng tôi câu trả lời là cái trách nhiệm của bí thư, của chủ tịch, của đảng như thế nào mà bây giờ đó thằng Trung Quốc nó xem ngư dân của mình, nó xem Việt Nam mình, xin lỗi quý vị, nó không phải là một thằng đàn em nữa, nó còn tệ hơn thằng đàn em nữa, nó một cái tay sai mà thuộc cái hạng mà hạng bét, nó muốn làm gì nó làm. Và thưa quý vị, bộ đội biên phòng để làm gì? Biên phòng á là để lo bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của mình, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là bây giờ bên bộ đội biên phòng này, đơn vị đang tiếp tục liên hệ với gia đình các ngư dân đài canh cộng đồng để nắm thêm thông tin vụ việc. Để làm gì? Đánh như thế gãy tay người ta phải nằm trong bệnh viện, kịp thời báo cáo về bộ chỉ huy, đồng thời phối hợp với vùng 2 cảnh sát biển, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trao đổi thông tin vụ việc, tiến hành điều tra xác minh khi tàu cá về địa phương. Lãnh đạo đồn biên phòng Bình Hải cho biết thêm. Thưa quý vị, tức là khi ngư dân mình ra bị đánh, không có cảnh sát biển, không có bộ, mà báo chí đã đăng rất là rõ ràng rồi, đánh những cái vùng nào ngoài biển, rồi ai bị đánh, có hình ảnh, thiệt hại bao nhiêu, những người nạn, những nạn nhân còn nguyên, còn sống hết chưa, không, kỳ này không ai bị chết vì thiệt mạng cả, họ còn nguyên đó. Thì tại sao có, để làm gì đấy, tin tức, tức là còn mình có tất cả những tin tức mình muốn, cần có, mình muốn có đều có hết rồi, rồi để làm gì, lấy tin tức rồi để làm gì, rồi để chơi à? Thưa quý vị, chúng tôi đề nghị nhục quá, nhục từ bây giờ trở đi, mỗi lần mà có lễ hội gì đó mà liên quan tới quân đội đó thì làm ơn bỏ chứ, bỏ cái chữ anh hùng đi, người ta cái để quân đội nhân dân anh hùng, quá nhục không, nhục nhã quá, như quá thế nhục, này hèn nhát quá như vậy mà anh hùng cái gì, nghĩa là không có. Cái là tới khi người ta bị nạn như thế rồi mình mới thu thập tin tức, mình báo cáo, báo cáo để làm cái gì, báo cáo cho ai? Tàu cũng đã liên hệ được với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và các lực lượng chức năng để được hỗ trợ cứu nạn. Tức là khi mình ra đó về vấn đề, dĩ nhiên là không ai muốn chiến tranh cả, không ai muốn chiến tranh cả, nhưng về vấn đề ngoại giao, Cộng sản Việt Nam không hề có tiếng nói gì cả, không ai muốn chiến tranh cả, nhưng mà chủ quyền đất nước mình thì trong hiến pháp có nói mình phải bảo vệ thôi, bảo vệ chứ, và mình là anh hùng mà, quân đội nhân dân anh hùng mà. Nên thưa quý vị, ngày xưa chúng tôi nhớ có một lần nhận được email của một người chúng tôi nghĩ là thuộc quân đội nhân dân hay là những người ủng hộ cho Cộng sản Việt Nam, thì nó gửi cho chúng tôi một cái email và với một cái lời mạt sát là các anh nói cái gì, cả một cái quân đội Mỹ như thế, Việt Nam Cộng Hòa của các anh như thế, đã bị quân đội nhân dân của chúng tôi đánh nghĩa là te tua, phải bỏ nước, phải bỏ chạy, thì bây giờ các anh mà lên tiếng để làm cái gì? Thưa quý vị thắng Mỹ, quý vị xưng quý vị anh hùng, quý vị thắng Pháp, quý vị xưng quý vị anh hùng, quý vị chiếm được miền Nam, quý vị nó là anh hùng. Thế thì bây giờ những cái chuyện như thế này mình có thấy nhục không? Thì mình xưng là anh hùng, mà trong khi chỉ có mấy ngư dân ra ngoài biển, mà mình là suối người ta là phải tặng cờ, rồi ngư dân bám biển là cái cột mốc sống để xác định chủ quyền. Bây giờ cuối cùng thì đồn biên phòng chỉ lấy tin tức để báo cáo. Thưa quý vị, không có một cái chế độ nào, không có một cái đất nước nào mà người ta đối xử với dân nó khốn nạn và nó tồi tệ như thế. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay: Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương
giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho Đài Quê Hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Quý vị trở lại phần 2 của chương trình thì nói về cái điều này nó đau xót lắm. Và với những người mà binh vực cho Cộng sản Việt Nam á, và bây giờ anh thấy người ta vẫn nói là đảng lãnh đạo gần một thế kỷ, phải không anh? Rồi đất nước mình là thống nhất được 50 năm, gần chỉ còn thiếu một năm nữa là 50 năm. Người ta ca ngợi bây giờ đứng trước một kỷ nguyên mới, vân vân và vân vân tất cả các thứ. Nhưng mà thưa quý vị, ngày xưa những người mà theo nho học đó, người ta có một câu là trường đồ tri mã lực, đường dài mới biết ngựa hay. Và thưa quý vị, bây giờ đảng mình vỗ ngực xưng tên là mình đã 100 năm, mình thống nhất đất nước gần nửa thế kỷ. Nhưng mà mình so ra những nước khác, người ta chỉ có 20 năm, 40 năm người ta trở thành một cường quốc. Năm 1968, Nam Hàn là gì? Một đất nước như thế nào? Mà năm 88 người ta tổ chức được cái Thế vận hội. Rồi và cho đến bây giờ, thưa quý vị, đến bây giờ thì quý vị thấy là Nam Hàn nè, Singapore, Mã Lai Á nè, người ta như thế nào và mình như thế nào, thì chứng tỏ là mình tồi quá, mình dở quá. Mà nếu mà mỗi lần mình vỗ ngực xưng tên mình là 100 năm đời ta có đảng thì mình cũng thấy mình phải thấy xấu hổ chứ anh. Có người nào nói là ngày xưa là kia quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Mỹ bị thua phải bỏ chạy vân vân á. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện ngày xưa rồi. Và bây giờ đảng tù vỗ ngực, đảng nói là tổng bí thư nói chưa bao giờ đảng có cơ ngơi như hôm nay. Khi mà người ta nói cơ ngơi, tức là về sức mạnh, cả về sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự nữa. Mà bây giờ thưa quý vị, nó hèn đến cái độ chỉ có mấy bà 60 tuổi, mấy ông 70 tuổi mà nó sợ lật đổ chế độ. Bạc nhộn. Mà không có vũ khí trong tay cả. Thì tại sao thì đất rất ra oai hùng hổ, đúng tới nào là chết, đúng tới nào chết đó. Cơ người ta như vậy, tao có quân đội, tao có đảng, tao có nhân dân 90% ướt ngực ra, rồi bắt nhốt người này, bắt nhốt người kia, hành hạ người này, hành hạ người kia, giam tù người này, giam tù người kia, hết cả cuộc đời thanh xuân của họ, những người trẻ tuổi thì hết một thanh xuân của nhưng họ. Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm đó. Thì hết một cái tuổi đẹp nhất của một đời người, cống hiến được nhiều nhất, thì lại bắt người ta giam nhốt. Mà chỉ vì người ta, vì lòng yêu nước, ác bếp chỉ vì lòng yêu nước thôi chứ, họ đâu có cái gọi là có vũ khí, tổ chức cái âm mưu gì đâu, phải không ạ? Họ chỉ nói lên cái tiếng nói của họ thôi, họ thiết tha đất nước, họ mong muốn cho đất nước được phát triển, được mạnh hơn, được hùng cường hơn, được giàu mạnh hơn, cho nên họ đưa ra những ý kiến đó thôi. Mà nó cũng chỉ là những ý kiến đó thôi chứ có là cái gì đâu, thì nghĩa là chỉ truy triệt cho tới cùng, cho tới cùng. Còn bây giờ này thưa quý vị, những cái vụ như thế này, hôm nay ngư dân Quảng Ngãi may mắn là không ai bị thiệt mạng rồi. Trước đây đã từng có những vụ ngư dân đi ra ngoài bị toàn quân đánh rồi và đã bị thiệt mạng. Mai mốt nó còn những cái vụ nó tệ, nó thiệt hại nặng hơn. Nếu mà chỉ phản đối suông bằng miệng như thế này, chúng tôi không phải là xúi dục chiến tranh, nhưng mà phải tìm ra cách nào đó. Đừng bảo chúng tôi tìm, tại vì chúng tôi phải là người có trách nhiệm. Chúng tôi không, quý vị đòi cái quyền độc quyền lãnh đạo, quý vị đòi giành cái quyền đó mà. Chứ quý vị đâu có cho mọi người tự do ứng cử để mà cạnh tranh với quý vị đâu. Quý vị đòi cái quyền đó thì quý vị phải suy nghĩ ra tìm cách nào. Và người dân, mọi người dân Việt Nam, chúng tôi muốn nói chung là trong nước cũng như ngoài nước, người ta có quyền đòi hỏi quý vị là nếu mà quý vị đã nhận cái trách nhiệm, nhận cái vinh dự đi hết chỗ này chỗ kia, ưỡn ngực tự xưng chủ tịch nước, chủ tịch tổng bí thư, vân vân và vân vân, đại diện cho một quốc gia hơn 100 triệu dân, thì quý vị làm sao xứng đáng chứ. Còn bây giờ cứ đi đâu cứ vảnh mặt ra như vậy, rồi lúc mà sang Trung Quốc thì nó toàn chuyện trên trời mà, còn chuyện dưới đất này, chuyện ngay bên ngày biển này, chuyện người dân đau khổ này, chuyện nhất mất nhà này, chuyện nhất mất mạng này, mất thuyền tàu bè này, mất người thân, mất hết, không dám mở miệng. Đất nước thì mất đảo biển thì quý vị không nói gì cả, thì quý vị nghĩ đi, quý vị có xứng đáng làm người đại diện đất nước hay không, tự mình có thấy xứng đáng hay không? Nói tới đây xin lỗi anh Hoàng Tuấn, cho tôi nói thêm, tôi coi lại cái video, những cái video mà ông Tô Lâm, ông Sang, ông nói chuyện ở đại học Columbia bên Mỹ đó, thì thưa quý vị, nhục quá cái độ mà một người lớn tuổi, một người nếu mà nói cái chữ mà người ta hay dùng ở bên ngoài này, một chính trị gia lão thành, ông đã làm đảng viên sinh hoạt đảng chính trị mấy chục năm trời,
Bây giờ ông ấy đã 70 dày dặn kinh nghiệm rồi mà trả lời mấy câu hỏi rất là đơn giản, không có gì là khó khăn cả, mà còn không trả lời được. Và rồi cứ câu trả lời thì phải đọc giấy. Câu xin lỗi quý vị, ở xứ Mỹ này quý vị thấy mấy ông lãnh đạo mấy ông có đọc diễn văn thì nó có cái prompter để nhắc nhở, đúng. Nhưng mà khi người ta trả lời phỏng vấn thì người ta không bao giờ phải cầm giấy cả. Nhưng quý vị, nếu có cầm giấy thì là chỉ vì những con số nhiều khi mình nhớ không chính xác thôi. Còn những cái chuyện mà bình thường, những common sense, những cái kiến thức bình thường, người ta hỏi mình phải trả lời chứ. Tại vì mọi người đều trông đợi là nó ở trong đầu của quý vị này, nó ở trong này này. Còn nếu mà trong này của quý vị nó không có gì hết cả, nó phải cầm tờ giấy thì something wrong. Có nghĩa là có cái điều rõ nó không thật, nó không đúng, nó giả dối. Và nó càng lộ rõ là cho mọi người thấy rằng cái trình độ của quý vị nó quá tầm thường, không xứng đáng. Đi qua bên Trung Quốc là trả lời mấy câu hỏi của mấy em sinh viên mà còn phải dở giấy ra thì tôi đâu phải nó gài bẫy à. Thí dụ bây giờ gặp thí dụ bây giờ ra ngoài này gặp cộng đồng người Việt hải ngoại, những người không đồng chính kiến, hỏi những câu mà khó khăn mấy ông không trả lời được. Còn những câu mà các em trả lời trong đó là những câu nó rất bình thường, không có gì khó khăn, mà tại sao lại phải cầm giấy? Thưa mấy anh, bây giờ ai hỏi mình cũng trả lời được. Bởi vì mình là chủ tịch nước, mình là tổng bí thư, mình tự hào rằng mình là có cái sự nghiệp lớn lao 100 năm. Đảng lãnh đạo mà tinh hoa của chế độ, phải không ạ? Chế độ thì mình sợ ai? Bởi vì chúng ta có một cái Việt Nam, chúng ta có câu là thiệt vàng thì không sợ gì nữa. Anh cứ hỏi tôi trả lời. Vì tôi là một con người bình thường thôi. Ví dụ người ta hỏi những vấn đề gì đó, những vấn đề nằm trong cái phạm vi của tôi nói cái này tôi trả lời. Có những cái gì nó không đúng trong cái công việc của tôi thì tôi xin phép là tôi không trả lời. Tại sao tôi phải né tránh để làm gì? Mà thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi cứ nghĩ hoài không ra là tại sao chưa bao giờ Thủ tướng, Chủ tịch nước và Bí thư lên tiếng về cái vụ ngư dân của mình bị hiếp đáp. Đi qua bên Trung Cộng làm cái gì thưa quý vị? Qua đây chỉ ăn tàu hũ, chân ốc heo thôi. Anh hiểu ý tôi nói không? Qua đây chỉ ăn tàu hũ, chân tại vì ốc heo. Cho nó bổ ốc. Người Tàu đó có món tàu hũ chân ốc heo. Đó. Cho nên là xin nhắc lại với câu chuyện là ngày xưa có một phái đoàn của Việt Nam đi qua bên Trung Quốc. Thì người ta chiêu đãi mà. Thì người ta chiêu các phái đoàn khác thì thực đơn nó thay đổi. Đó. Việt Nam thì nó có trà tổ chân ốc heo, bức xúc, bức mình phản đối, cực lực phản đối. Tôi hỏi chứ tại sao là cái ngày nào mà cũng tổ chân ốc heo? Thế thì bên đầu bếp trả lời là các đồng chí lãnh đạo nói là phái đoàn Việt Nam thì chỉ có ốc heo thôi, chứ không có gì khác. Việt Nam thì chỉ có một ốc heo thôi, chứ không có gì khác ngoài ốc heo. Thì quý vị nó tồi tệ như thế thì chúng tôi không biết là những người mà bây giờ xin lỗi quý vị ngoác cái mồm ra binh vực cho chế độ đảng như thế này đó, là vinh quang xây dựng, thì thưa quý vị nhìn lại ngư dân của mình như thế đó, đảng nhà nước đã làm được cái gì? Thưa quý vị nó tồi tệ. Hãy ít nhất là cũng công bố cho mọi người biết là chúng tôi dự định như thế này, có kế hoạch như thế này, phải không ạ? Hay là sẽ làm như thế này, nếu mà không làm được ngày hôm nay thì là trong tương lai sẽ làm như thế nào? Philippines bây giờ chẳng hạn như vậy cũng liên quan tới vấn đề biển đảo tranh chấp. Philippines họ yếu hơn Việt Nam nhiều lắm. Nhưng mà tại sao cả thế giới này bây giờ người ta chú ý đến Philippines tranh chấp với Trung Cộng mà không ai nhắc tới Việt Nam tranh chấp với Trung Cộng? Tại vì đối với thế giới bây giờ coi như Việt Nam là chịu thua rồi, lép vế rồi, chịu mất rồi, nhục rồi, thưa quý vị. Họ không quan trọng nữa. Họ có nhắc tới chỉ là nhắc tới thôi, chứ còn họ không có những chi tiết. Như chẳng hạn như bên Philippines chẳng hạn như có một cái chuyện gì nó xảy ra là các phóng viên báo chí họ làm rùm beng lên cho cả thế giới cùng hiểu cái chuyện đó. Bây giờ mình dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng đó, mình khôn ngoan. Ngày xưa người ta ca ngợi là ủng hộ Hồ Chí Minh, là đi ra vấn đề ngoại giao là ông khôn lắm, rất là thông minh. Thì bây giờ học trò của ông á, thì đệ tử của ông không được như thầy thì cũng được vài phần chứ phải không? Thế bây giờ mình không ai cổ suý chiến tranh cả. Vấn đề ngoại giao thì khi bà Phạm Thu Hằng bà lên tiếng như thế thì cho chúng tôi biết và cho người dân trong nước biết là quý vị có theo dõi không, để biết rằng sau khi mà lên tiếng phản đối như thế đó thì bây giờ người ta dùng chỉ là động thái hả? Trung Quốc, Trung Cộng nó có những cái động thái gì, nó trả lời như thế nào để cho dân biết, nói cho nó xong. Thế rồi mai mốt cái vụ này là nó xong rồi đó.
đối thực sự là chúng tôi nghĩ rằng đối với bà Thu Hằng, bộ ngoại giao cũng như là cấp trên của bà ấy, thì đối với họ là xong rồi. Vậy đó, là xong rồi đó, xong rồi đó, lên tiếng phản đối về là xong rồi, hết rồi. Lần tới cái có một thuyền khác là bị nó bị như thế thì mới có phản đối, thì mình lại lấy cái bài đó ra thì mình nói tiếp, vô cùng phẫn nộ, cực lực phản đối, quan ngại, quan ngại. Có cùng lắm lần này thì chưa có một thể lên án cái hành động đấy, còn nó có trả lời không mà kệ nó. Mà bà làm chuyện nhiêu đó là đủ rồi. Rồi thưa quý vị, bây giờ thủ tướng làm cái gì khi mà thủ tướng không lên tiếng về cái chuyện đó, chủ tịch nước, bí thư không lên tiếng, nhưng mà có những vấn đề thì các ngài cũng lên tiếng về vấn đề bão lụt đó anh. Thủ tướng kêu gọi mỗi người làm việc bằng hai để bù đắp thiệt hại do bão lũ. Thủ tướng kêu gọi phải phát huy tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam làm bù cho miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Thì nhắc tới cái mỗi người làm việc bằng hai này, không biết ông thủ tướng ở miền Bắc thì ông biết rành hơn chúng tôi. Ngày xưa các xã viên ở nguồn miền Bắc đã báo rằng là một người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài mua xe, một người làm việc bằng ba để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân. Đấy đó. Thì bây giờ ông kêu gọi làm việc bằng hai là nước, nhưng mà ông nói cái câu này là thưa quý vị, cũng như khi miền Trung ông bảo cái chuyện là ngày xưa cái thời chiến tranh người ta cần những cái khẩu hiệu để mà gọi dân chữ trong nước là động viên tinh thần à. Còn người trên miền Nam gọi lên dây cót đồng hồ, cho cái đồng hồ lên dây cót cho ông nhắc cái điều này à. Tôi buồn cười nè. Cũng như khi miền Trung bị bão lũ thì miền Bắc miền Nam là bù cho miền Trung. Trước đây trong thời kỳ chiến tranh thì tất cả vì miền Nam ruột thịt, thủ tướng nói như thế. Từ cái việc cho tới giờ phút này thì người dân miền Bắc người ta đã mở mắt ra rồi, người ta biết cái vụ mà tất cả vì miền Nam ruột thịt này là nguyên một cái bầy lừa đảng và nhà nước là cho lừa sống cả miền Trung, cho nhất là thanh niên miền Bắc là ăn thịt lừa. Ta vô người ta thấy bây giờ đúng là miền Nam ruột thịt, cho nên nó vô miền Nam nó rút ruột và nó làm thịt, cho nên nó ruột thịt mà, cho nên vô thưa quý vị bây giờ nó phá nát luôn, là cái gì nó cũng rút ruột và cái gì nó cũng làm thịt. Thưa quý vị bây giờ mà nói về cái chuyện mà tất cả vì miền Nam ruột thịt đó, thưa quý vị, người dân miền Bắc, nhất là dân miền Bắc đó, người ta cười vào đầu, cười. Thưa quý vị, bây giờ ai cũng biết rồi, rõ ràng là cái anh lừa người ta. Bây giờ một người, bây giờ còn nhắc lại đó là vì tôi nói cái thời đó là thời chiến tranh, thực sự cái trình độ của người dân nó cũng còn nói thẳng là còn rất là thấp ở ngoài Bắc, bị tuyên truyền nhiều, bao che mà thì tuyên truyền của đó thì người ta nghe, và cái nhiều người ta làm việc. Nhưng bây giờ người ta rất là thực tế, làm việc bằng hai có việc cho người ta làm không? Bây giờ trả lại bây giờ hãng có nhiều đó hàng à, làm việc ngày 8 tiếng công nhân hết giờ đi về là đủ hàng rồi, đâu có chẳng lấy làm thì lấy là tốt nghiệp đại học ra không có việc làm. Bây giờ tôi có mỗi một cái thứ này nó là việc bằng hai được thôi, làm cái đám mà nó ăn tham nhũng đó, ăn chặt tiền hối lộ đó thì nó sẽ ăn gấp đôi. Cái đám nó ăn được tại vì nó vô chừng, có rồi nó ăn, có bao nhiêu nó ăn nhiều, có nhiều nó ăn nhiều, có ít nó ăn ít, nó không chừa thứ gì. Cái đám nó thì ăn gấp đôi được, làm gấp đôi được. Còn người dân người ta đi làm bình thường, người ta làm hết việc, người ta đi về hết, chứ có hãng có xưởng, chẳng ai giờ xin nhiều việc cái hãng khác để làm việc, có việc đâu làm. Tuy nhiên cứ bảo gấp đôi, đúng là một cái thứ tuyên truyền mà nó thô sơ, mà nó ấu trĩ. Và ấu trĩ, giờ thì quý vị bị nhận. Nhưng là bây giờ nhắc cái câu này thì tôi tin chắc những người nào sống miền Bắc người ta lại càng nhớ là một cái thời kỳ người ta bị lừa phải không? Đó, đúng rồi. Mà ngày xưa đó, trong thời kỳ chiến tranh đó, dĩ nhiên là khi là đi tất cả vì miền Nam ruột thịt thì cũng có một số người người ta tin, nhưng mà có một số người người ta cũng biết nhưng người ta không dám lên tiếng. Và thưa quý vị, cái câu mà mọi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài mua xe là nó xuất phát từ miền Bắc, người ta đã thấy cái chuyện đó rồi, nhưng mà có điều là người ta chỉ nói như vậy thôi, nhưng người ta cũng không dám có những cái hành động mà nó mạnh hơn, bởi vì nó bắt ở tù mà. Thưa quý vị, chúng tôi cũng chả hiểu là cái đất nước này nó sẽ đi về đâu. Và trước khi kết thúc chương trình thì có một bài báo chúng tôi đọc nhanh: Mặt trận Tổ quốc tạo nên sức mạnh lòng dân là điều có khi quan trọng hơn kim cương. Ôi giời ơi. Tôi đề nghị như thế này. Tôi đề nghị là cái này là ông để coi ông chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết. Người ta chỉ nói là kim cương là nó quý, nó hiếm, nó đẹp với người ta thích, chứ nó có quan trọng cho đời sống không có quan trọng nhưng mà tôi này, ông này ông nói thì nó cũng hơi nó không đúng với thời sự lắm. Yeah. Ông là chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nó như thế. Ông này ông tên gì đây ha, ông
Đây, xin lỗi quý vị. Ông Đỗ Văn Chiến, ông Đỗ Văn Chiến, ông nói như thế. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin sửa lại như thế này, là Mặt trận Tổ quốc tạo nên sức mạnh lòng dân là điều có khi quan trọng hơn cả đô la. Thì nó phù hợp với thực sự là nó quan trọng hơn cả đô la, nó còn lý hơn. Kim cương nó, người ta đâu nó quan trọng như kim cương đâu, đâu ai nói người ta nó quý giá như kim cương thì có đi, nhưng mà nó quan trọng như kim cương, nó quan trọng khác, quý nó khác. Nhưng mà thì chúng tôi cũng không còn thì giờ cho chương trình kỳ này nữa. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.